Vậy hãy xem 13 trừ 6 là gì? Dừng video lại và xem bạn có thể giải được nó không? Và như là một chút gợi ý, mình sẽ cho bạn khung 10 đơn vị để chúng ta có thể biểu diễn số 13. Hãy nhớ số 13 sẽ là bạn sẽ có 10 và rồi bạn sẽ có thêm 3 đơn vị nữa. Đó là 13, bạn có 10, một nhóm 10 và rồi bạn có 3 đơn vị. Và chúng ta về cơ bản muốn lấy đi 6. Và dừng video lại và thử làm điều đó. Được rồi, vậy hãy lấy đi 6. Vậy hãy lấy đi cái này, cái này. Mình đã lấy đi 2, 3, 4, 5, 6. Và vì vậy mình còn lại bao nhiêu? Hãy xem ở khu 10 đơn vị này, mình có thể thấy mình có 5. Và rồi thêm 2 nữa ngay đây. Vậy 5 và 2 là 7. Hoặc ta có thể nói 5, 6, 7. Và vì vậy nó sẽ bằng 7.